Em xin lỗi. Thôi nào, chúng ta sẽ bắt đầu một cuộc sống mới mà em. Em chỉ lo thôi, Carter. Sam, chậm lại nào con. Nhớ đi đường đó. Thằng bé nói nó sẽ chạy hết cánh đồng. Tại đây, chúng ta sẽ tưởng nhớ vì những gì ông ấy đã làm cho gia đình của ông ấy. Một món quà mà chúng ta sẽ trân trọng. Cháu sẽ đi chụp nhanh thôi. Nghe nè, chú đã dành một ngày để đưa cháu đến đây. Vì vậy cháu mau đến đó để giếng đi. Được chứ, Bert? Đừng gọi cháu như thế. Được rồi, Isabel. Nghe nè, tại sao chúng ta không cùng đi? Cháu không muốn chú đến đó. Được rồi, nhưng để máy ảnh lại cho chú được chứ? Cháu biết là cháu không thể trốn đằng sau cái máy mãi được mà. Được rồi, chỉ cần đừng chụp ảnh khi ở tang lễ được chứ? Dạ được. Của cháu đây. Chú sẽ chờ ở đây. Chú nói nghiêm túc về việc không được chụp ảnh đó, Bert. Isabel. Chào ba mẹ. Con mang máy ảnh đến đây. Con... Chúng ta thật sự trong trường hợp đó, chúng ta có thể để lại đây tất cả niềm thương tiếc trong tâm tưởng của chúng ta để Brayton sẽ mạnh. Cha ơi, làm ơn đi, làm ơn. Được rồi, làm ơn đi. Tôi hiểu mà. Nó đã kết thúc rồi. Làm ơn đi. Tôi có thể làm bất cứ điều gì. Chúng ta có thể bàn bạc mà. Chúng ta có thể thỏa thuận mà. Xin anh, làm ơn, chúng ta có thể. Nhìn cho kỹ vào. Bà chỉ có thể nhìn một lần. Tôi không biết anh, nhưng bà biết sếp của tôi. Bà đã đụng đến người cô mấy rồi. Xin anh, tôi cho bà thấy mặt tôi. Nghĩa là bà đã chết.
đừng quên cuốn kinh. Roger. Isabel. Tôi có thể giúp gì không? Tôi đang tìm một cô bé mặc một chiếc đầm đỏ. Có một cô bé đang ở phía sau anh kìa. Roger. Không. Roger. Cứu. Cứu tôi với. Cứu tôi với. Cứu. Nè. Nè, chờ đã nào. Không sao đâu. Hãy cho chú biết có chuyện gì. Nói cho chú biết có chuyện gì đi. Chúa ơi. Chúa ơi. Mày muốn ăn thêm đạn có đúng vậy không? Lùi lại. Lùi lại. Vào trong mơ. Đầu hàng đi. Mày không đấu lại tao đâu. Mày nên biết vị trí của mày đó. Chỗ của tao à? Là cái gì hả? Một nơi rất cao. Và mày cứ nổ súng bắn vào những món đồ nội thất của tao. Giờ tới khi mày thấy tao thì mày sẽ biết. Tao biết súng của mày đang xài. Hay lắm.
Tao không biết súng của mày. Tao cũng vậy. Mày có khẩu súng tốt đó. Đạn số lượng có hạn hả anh bạn? Giờ tao biết đây sẽ chỉ là một trò chơi nhỏ mà thôi. Mày biết đó, nó vẫn đủ để bắn nát đầu của mày. Mày nói cũng đúng. Mày cũng biết là mày cần phải có nhiều đạn hơn để bắn nát đầu của tao. Tao có rất nhiều anh bạn à. Mày cứ thử bước trước một bước đi. Lên mấy bậc cầu thang này xem. Tao sẽ thổi tung cái đầu của mày đó. Tao đang liên lạc với cảnh sát ngay bây giờ. Điện thoại bị ngắt rồi. Có vẻ như tao đã tóm được mày rồi. Tao có điện thoại di động, thằng đáng chết. Tao biết mà. Tao đang nhìn nó đây. Thiệt là. Mày nên giữ nó bên người mỗi lúc kia chứ. Mày biết đó, dành cho lúc khẩn cấp mà thôi. Tao chỉ nói vậy đó mà. Không có vấn đề gì. Vì cảnh sát gần nhất cũng cách đây rất xa. Và tao cũng không cần họ luôn mất nhiều thời gian để tới đây. Nghe có vẻ rành quá chứ. Cũng có thể như vậy anh bạn. Nghe nè, chuyện là như vậy. Cô bé đáng yêu đó ở cùng với mày, đã thấy được mặt tao và tính chống lại tao. Vì vậy nếu tao không cho nó một viên đạn, thì không lâu sau đó sẽ có người làm điều tương tự với tao. Và tao không thể để chuyện đó xảy ra. Vì vậy tao cần mày đưa con bé xuống đây để tao có thể giải quyết nó. Mày hiểu chứ? Mày nghĩ con bé tố cáo mày à? Tao biết con bé sẽ làm thế ngay khi nó có thể. Nhưng mày thì lại khác. Mày chẳng thấy gì ngoài một tay súng bịt mặt, nên tao cũng chả quan tâm đến mày. Những gì tao muốn là con bé đó. Vậy nên hãy đưa nó xuống đây để tao làm việc của mình đi. Rồi tao sẽ rời khỏi đây. Nghe nè, tao hiểu sự khó khăn khi phải làm việc trái đạo đức. Nhưng mà nó rất đơn giản. Con bé đã thấy mặt của tao, và bây giờ nó phải trả giá y như những người khác. Chỉ có vậy thôi. Anh bạn à, mày không cần phải lo lắng. Nó đã chết rồi. Mày càng sớm để cho tao giải quyết nó, thì mày càng có thể nhanh chóng trở về cuộc sống êm đềm của mày. Tao biết là mày đang mất máu, và nó sẽ sớm bị nhiễm trùng. Vì vậy tao tính như vậy. Mày để con bé xuống đây với tao, rồi sau đó đến bệnh viện, và tao giải quyết nó. Rời khỏi đây, và rồi không gặp lại nữa. Để tao nói cho mày nghe. Mày không muốn phải đấu với tao đâu. Bởi vì nó chỉ sẽ trở thành một trận thi gan dạ mà thôi. Mà tao thì gan dạ hơn bất kỳ một ai mà mày từng biết đó. Vậy sao? Nhưng chúng ta chưa từng đấu qua một lần nào. Thằng ngu à, tao là Catherine. Và đây là nhà tao. Chừng nào tao còn thở thì mày đừng hòng chạm vào một sợi tóc của đứa bé này. Nghe nè, mày phải đưa con bé xuống đây ngay lập tức. Đây không phải là lúc để làm anh hùng. Và tao cũng không phải là người mà mày muốn đụng vào. Mày nghe rõ rồi chứ? Tao nghe rồi. Có vẻ như là rất đáng sợ đó. Thằng đáng chết. Mày đang phải chống chọi một mình đó. Không bạn bè, không người thân, không cảnh sát, không một ai cả.
Đây là miền Tây hoang dã đó chàng trai à. Miền Tây hoang dã đó biết không? Sẽ chẳng có vị chúa nào đến đây đâu để mà cứu mày. Chỉ có một mình mày, tao và đứa trẻ đó trên con thuyền chết chóc này mà thôi. Cho nên hãy hít thở sâu vào. Mày để con thuyền đó chìm. Cố đừng có lâu quá đó. Tao không muốn máu của mày bị bắn tung tóe trên đám đồ trẻ tiền của mày đâu. Chú cần cháu giúp. Đi vào phòng tắm, nó trong ngăn tủ đầu tiên phía dưới. Rửa vết thương. Ngồi xuống đây. Đặt nó xuống. Lại đây. Cháu sẽ giúp chú, được chứ? Đổ đi. Nhanh lên. Được rồi. Có làm thật mạnh, được chứ? Làm nó thật nóng. Được rồi, đặt nó xuống đi. Đừng nhìn nữa. Nhiều hơn. Nhiều, nhiều hơn nữa. Nhanh lên. Lẽ ra chú phải nuốt nó. Không ai đau bằng chú đâu. Đi vào phòng kia đi. Trong một cái thùng có mấy cái bóng đèn. Mang nó ra đây cho chú. Và mang cho chú một chút nước nữa. Lấy tất cả cho chú. Đi đi. Lấy cho chú cái khăn ở trong phòng tắm đó. Đi đi. Làm ơn. Không tệ lắm. Đó là để phòng khi hắn muốn lên đây. Vậy còn nước để làm gì? Để uống. Cháu có muốn uống không? Cháu tên gì? Isabel. Mọi người gọi cháu là Bird. Mặc dù cháu không thích Bird. Ai lại gọi cháu bằng cái tên như thế? Bố cháu đặt cho cháu. Mẹ cháu nói gọi như vậy vì cháu nhỏ và không chịu ăn. Nhưng họ đã mất rồi. Cả hai đều mất. Tai nạn xe hơi. Chúa ơi, Chúa xin lỗi. Sao cháu lại vướng vào chuyện này?
Ông ta nhìn thấy Roger ở nghĩa trang. Roger, đó là bạn trai của cô Jane. Chú ơi, chú rất tiếc. Chú xin lỗi rất nhiều vì những chuyện chú không làm sao. Không phải, chú chỉ là thấy tiếc cho người đã khuất thôi. Đó không phải là chú của cháu. Cháu chưa bao giờ đối xử tốt với chú ấy. Ông ta là quái vật. Cháu biết quái vật rồi. Đừng có tưởng tượng lung tung. Không phải quái vật đâu. Đúng vậy mà. Chú ở một mình sao? Ngày trước có vài người ở đây. Thế nhưng giờ thì không. Họ đã chết hoặc rời đi hết rồi. Không còn ai ở đây cả. Chỉ còn mấy con quạ mà thôi. Dạ chú. Dạ chú. Chú còn bao nhiêu viên đạn? Chỉ còn một thôi. Chỉ vậy thôi sao? Không còn viên nào trong thùng hay ở đâu đó nữa sao? Chú e là không. Cơ hội cuối cùng. Đừng lo lắng. Hắn ta không biết được đâu. Chúng ta có thể trốn từ cửa sổ không? Không được. Chú sẽ không thoát được dưới cái chân này. Nhưng cháu thì có thể chạy thoát được. Nhưng sau đó chú không thể bảo vệ cho cháu được. Đó là điều mà chú lo lắng. Bây giờ chúng ta bị mắc kẹt ở đây. Và hy vọng sẽ có ai đó đến. Cảm ơn chú. Không, đừng để tâm Isabel. Đó là những gì phải làm thôi. Cứ gọi cháu là Bớt nếu chú muốn. Chú biết cháu không thích gọi bằng cái tên đó mà. Mọi người vẫn thường dùng nó mà. Vậy thì rất vui được gặp cháu, Bớt. Chú là Carter. Phòng khi cháu không nhớ. Mấy ảnh đẹp đó. Cháu dùng nó đi chụp gì vậy? Ông ta. Cháu có hình ông ta giết người. Ông ta có biết không? Cháu nghĩ là có. Vậy thì tốt rồi. Lấy cuộn phim ra đi. Nè, tên đần kia. Tao đang thắc mắc. Để tao hỏi mày. Mấy thứ trong phòng này là gì? Là rác thải hay sao? Hay là mày định chuyển nhà? Nè anh bạn, có chuyện gì với gia đình của mày vậy? Mày tính dọn đi sao? Đây là một gia đình tan dở à? Tao đang thắc mắc đó. Thôi nào, tao đang hỏi mày đó. Đừng xấu hổ chứ. Mày cũng không nói với tao. Nhìn xem nào. Một người lính. Mày là chiến sĩ. Trong hình mày trông khá đó. Nhìn xem những quy hiệu sáng lấp lánh trên ngực này. Mày đó ở đâu? Tao cũng từng tham gia quân sự. Vậy mày đó ở đâu vậy? Nè, không, 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 không. Chắc phải có địa vị lắm. Nè, trung sĩ. Nè, trung sĩ. Mày chắc chắn phải là một người tính toán giỏi. Và cảm ơn vì đã giúp sức cho quân đội.
Mày có một người phụ nữ đẹp đó, thật sự rất đẹp. Mày có phiền không nếu tao xin số cô ấy sau vụ này? Cấm miệng lại. Cái thằng đáng chết, cấm miệng của mày lại đi. Thôi nào trung sĩ Jin, tao chỉ đùa với mày một chút thôi mà. Thật là, mày không cần phải nổi nóng với tao như vậy đâu. Nè, tao chỉ muốn cảm ơn mày. Vậy chai rượu này mà thôi, tao hy vọng mày cũng có một chai trên đó để uống. Và bỏ hết những thứ khác đi, chỉ có mày và tao thôi. Tao biết mày nghĩ cái gì. Tao cũng có một cô gái, nhưng mà con bé cũng tầm tuổi cô bé nhỏ trên kia. Con bé là cả thế giới của tao. Tao sẽ làm mọi thứ cho con bé. Và đó là lý do tao làm việc này. Mày biết đó, tao có gia đình phải gánh vác, và tao không thể đánh mất họ chỉ vì một con nhóc được. Mày không thể để cho con bé bắt mày chịu trách nhiệm cho nó, đúng vậy không? Cái nào quan trọng hơn, mạng sống của một kẻ lạ mặt hay tương lai của gia đình mình? Mày hiểu chứ? Nói xem, tao nói có đúng hay không? Mang cái này đi, bỏ nó vào sau bồn cầu. Bồn cầu sao? Trong cái thùng sau bồn cầu. Được rồi. Nè, tao hỏi mày cái này, mày muốn gặp lại con trai chứ? Tao nói đúng không? Mày sai rồi. Mày nghĩ tao còn có thể mất gì chứ? Con bé sẽ ở với tao. Được chứ? Mày cứ về với con gái của mày đi. Không có đứa trẻ, không có thỏa thuận, không thể được. Một khi đã làm thì phải làm cho tới cùng, cho tới khi con bé kia chết. Mày chắc chứ? Tao đoán là mày không kéo dài được lâu với viên đạn trong bụng của mày đâu. Cái này chẳng là gì với tao cả. Tao lại không nghĩ như vậy. Mày muốn xem ai ngã xuống trước hay sao? Tao có linh cảm mày là người chết trước khi tao đốt căn nhà này thành tro bụi. Mày phải thấy cảnh đó, mày không nghe thấy hả thằng ngu? Giờ thì mày nên biết. Con bé có được hình của mày, và tao đã nắm được thóp của mày. Cảnh sát sẽ tìm thấy hình mày trong một túi nhựa dưới ống nước thải, và nó sẽ không khó tìm khi lính cứu hỏa đến đây dập lửa đâu. Tao phải cảm ơn mày đó. Đó là một cơ hội tốt để tao tố cáo mày. Mày thấy như thế nào hả? Mày biết là tao và mày đều trong tình trạng không hề tốt. Mày nên giúp cho tao những thứ đó. Đó là cách giải quyết vấn đề. Nhưng là mày nói nghe rẻ tiền thiệt. Tao sẽ nghiền nát mày ra thành triệu mảnh. Mày muốn chơi với tao sao? Được rồi, xem tao sẽ làm gì được mày. Đang đi đến miền Tây sao? Đúng vậy. Giống như ngày hôm qua mà thôi. Giống như bất cứ ngày hôm qua nào. Đó là cách mà tôi vẫn thường hay làm. Cố chịu đựng đi nhóc. Tôi muốn hỏi ông câu này, khi nào thì ông không gọi tôi là nhóc nữa? Cậu mới chỉ tập đập cánh mà thôi. Đó chỉ là bước khởi đầu cho những chú chim non. Làm thế nào tôi tự đập cánh của mình đây? Cậu có thể bắt đầu bằng việc đi khảo sát các nơi, sau đó là nắm rõ các vùng đó. Nữa à? Cậu thấy gì hả nhóc? Có vẻ là có chuyện rồi. Tôi sẽ liên lạc sau.
Bert. Bert, chú cần uống một chút. Chú muốn uống nước sao? Có vài chai rượu ở trên tầng. Uống rượu sẽ không tốt. Nhưng chú sẽ tức giận nếu chú không được uống. Nè, nghe nè, lấy giúp chú một chai đi. Cháu lấy nó ở đâu? Cháu xin lỗi, cháu sẽ để nó lại. Cháu để nó lại mau. Để lại ngay lập tức. Mara, anh sẽ không bao giờ có thể nói điều này trước mặt em. Em đã từng lặp đi lặp lại rất nhiều lần với anh rằng đó không phải là lỗi của anh. Em không thể tiếp nhận sự thật là anh đã giết chết con của chúng ta. Anh đã để thằng bé chết. Anh muốn em biết được một điều là em đã đúng khi chọn rời bỏ anh. Đáng chết. Anh hy vọng có một ngày em sẽ tha thứ cho anh từ tận đáy lòng. Anh thật sự xin lỗi em. Anh đã quá yếu đuối. Carter. Ôi Chúa ơi, trung sĩ, ta thật sự thấy thương tiếc cho đứa trẻ đã bị mày giết chết. Đừng nhìn chú. Đừng nhìn chú. Giờ thì tao đã hiểu tại sao chỗ này lại trống trải tới như vậy. Mày dọn tất cả đồ đạc, uống rượu say mềm và tự vấn bản thân. Buồn thật đó. Cuộc sống không còn ý nghĩa gì nữa. Đúng chứ? Đừng để một đứa trẻ phá hủy kế hoạch của mày. Cứ làm những gì mà mày thích. Tao thích những chuyện như thế này. Không, nói nghiêm túc thì tao biết chuyện gì xảy ra với mày rồi. Tao thật sự đã biết. Thằng bé đã mất. Không thể quay ngược thời gian, cho dù có cố gắng đến đâu đi chăng nữa. Mày biết tao sẽ thắng vụ này kia mà. Cho dù có chuyện gì xảy ra, mày hãy chuẩn bị sẵn sàng đi. Đưa con bé xuống đây cho tao. Lên bắt con bé đi.
Xin chào. Nè, mày có muốn ăn miếng pizza hay không? Cháu xin lỗi. Không, đừng xin lỗi. Chú đã nói là chú mắc nợ cháu kia mà. Con trai của chú tên gì? Xem. Chú nhớ cậu ấy chứ? Mỗi ngày cháu cũng nhớ ba mẹ. Không có gì là không như thế. Cái gì? Không có gì là không như thế là điều ba cháu thường nói. Nó khiến cháu cảm thấy an tâm hơn. Chú có nghĩ cháu sẽ gặp lại họ khi cháu chết không? Chúng ta không nói chuyện đó nữa, được chứ? Sẽ có người đến giúp sớm thôi. Đừng nói gì Carter, cháu không ngốc đâu. Phải rồi. Có lẽ hắn sắp lên đây rồi. Nhưng chú có thể hứa với cháu một điều. Chú sẽ không để hắn bắt được cháu. Nghe rõ chứ? Sẽ không để hắn giết cháu được. Tin chú đi. Tại sao vợ của chú bỏ đi? Vì chú và cả nơi này, khiến cho cô ấy nhớ tới thằng bé. Chú chỉ mong là chỉ là mong muốn cháu tin chú. Để tay vào súng đi anh bạn. Nè, khuyến mãi thêm một phát nữa. Hai đứa mày ở trên đó thế nào rồi? Rất vui vẻ đó đồ ngu à. Mày có biết giọng mày nghe như một con vật bị thương hay không? Chui rút trong một góc và đang chết dần. Mày thấy lạnh hay không? Thấy yếu không? Phải. Mày đang héo dần đó. Mày sắp chết rồi. Sớm thôi, mày sẽ được đưa đến bệnh viện. Đồ điên, tao vẫn ổn mà. Tao sẽ không đi đâu cho đến khi bắt được cái đồ dở hơi đó. Chấm hết. Bọn tao ổn lắm. Tao tin là bọn tao sẽ ổn mãi mãi. Chứ không chỉ vài giờ. Mày sẽ chết như một con thú, bốc mùi và thối rữa. Nhưng mà đừng lo, tao sẽ báo cho con gái mày biết rằng mày đã chết khi bảo vệ tương lai của gia đình mày. Thật là cảm động. Cảm động quá đi. Mày sẽ không thoát khỏi đây đâu. Mày là một tên quái vật trong thời chiến. Giờ mày khiến tao phát điên khi nghe mày lải nhải. Không đợi nào tao để mày còn sống để thoát khỏi đây đâu. Đồ đáng chết. Cháu xin lỗi. Cháu làm gì vậy? Làm gì có phim trong đó? Vâng, chỉ là nó khiến cháu cảm thấy an toàn. Cháu biết là ngớ ngẩn. Đó là một cách để quên đi nỗi sợ hãi. Cái gì vậy? Máy phát điện. Chúng ta gặp rắc rối rồi. Nghiêm trọng cỡ nào? Rất nghiêm trọng. Có một cái máy phát điện dùng để phát điện cho cả ngôi nhà.
Mấy ngày rồi chú vẫn chưa sạc. Cháu không hiểu. Nghĩa đi bớt. Nếu không có điện thì ngôi nhà sẽ chìm trong bóng tối. Làm thế nào chú có thể bảo vệ cháu trong bóng tối đi, mà chỉ còn lại có một viên đạn? Có nghĩa là sao? Nghĩa là chúng ta phải đưa cháu rời khỏi đây khi trời còn sáng. Nhưng còn chân của chú, chú sẽ không đi với cháu. Chú sẽ giúp cháu trèo qua cửa sổ để tìm người giúp đỡ. Nhưng chú nói đó là điều hắn muốn. Chú biết chú đã nói gì bớt, nhưng đó là chuyện khác rồi, được chứ? Cháu phải tin chú. Đây là cơ hội tốt nhất đó. Hiểu chứ? Chết thật mà. Nè, tôi có tin để tuần tra. Chuyện gì vậy? Căn nhà ở trong rừng đã được mở cửa. Không thể nào. Tại sao chứ? Tôi không chắc nữa. Khi ở nghĩa trang, tôi đã nghe thấy. Cái gì? Cậu đã nghe thấy gì hả nhóc? Nhóc. Không có gì. Tôi sẽ tìm hiểu thêm rồi báo lại trên. Đừng gọi tôi là nhóc nữa. Đi thôi nào. Lỡ hắn nhận ra chú không còn ngồi canh nữa thì sao? Còn thủy tinh giỡn mà. Được rồi, chú muốn cháu hãy bỏ qua mái nhà. Sẽ có một cái lán, hãy nhảy xuống đó rồi chạy thật nhanh, được chứ? Nè, nếu hắn thấy cháu thì cứ việc chạy đi, có chú lo, được chứ? Cháu không muốn làm điều này. Chú cũng vậy bớt. Nhưng mà chúng ta phải làm, chúng ta không còn sự lựa chọn. Đi nào, đưa chú cái máy ảnh. Không, thôi nào, chú sẽ lo cho nó. Cháu không tin chú sao? Nào, bớt. Được rồi, giữ nó đi. Đi nào. Đi đi. Đúng rồi. Nhẹ nhàng thôi. Đi đi, nhanh lên. Đúng rồi, cháu làm được mà. Buổi chiều tốt lành, cậu cảnh sát. Cái gì vậy? Chúa ơi. Thiệt là. Carter. Cái gì?
ông ta đã lái xe cảnh sát vào trong hầm rồi. Cái gì? Bây giờ hắn ta đâu rồi? Hắn đang quay lại phía trước nhà. Đứng yên, giơ tay lên trời nào. Giơ tay lên. Đúng rồi, kết thúc rồi. Đã đến lúc mày phải đi rồi. Tao không đeo kính, nhưng trong đó có vẻ là cây súng mày cầm từ đầu tới giờ phải không? Chỉ một cây súng săn thôi hay sao? Đó là tất cả những gì mày có đó hả? Mày nên đi khi tao đếm đến năm. Quay lưng lại, mày biến khỏi đất của tao đi. Mày chắc là đùa tao đó hả? Với một cây súng săn và đứng ở trên đó như vậy. Mày đã nạp đạn hay chưa? Mày còn bao nhiêu viên đạn nữa hả anh bạn? Tao còn rất nhiều. Được chưa? Mày không cần phải lo chuyện đó. Tao có hẳn 6 hộp đạn ở trong kia nữa kìa. Cái thằng đầu đất. Chúa ơi, 6 hộp đạn hay sao? Chắc là mày ở trên đó vui lắm có phải vậy không? Nếu không biến mất khỏi mắt mày, mày sẽ bắn vào mắt tao rồi giết tao có phải vậy không? Được thôi, mày còn chờ cái gì nữa? Xa quá sao? Tao sẽ không giết mày trừ khi tao buộc phải giết. Bớt nói lời nhân tạo đi anh bạn. Đừng nói điều tao phải làm nữa. Mày định lừa tao hay sao? Tao đã giỡn với mày quá lâu rồi. Có phải là mày chỉ còn một viên đạn thôi có đúng vậy không? Nếu như mày liều mạng và bắn tao ở khoảng cách này và trượt mất, vậy thì xong. Tao không nghĩ mày sẽ liều chết để làm như vậy đâu. Nhất là vì con bé đó. Năm. Tao sẽ không đi đâu hết. Mày cứ nổ súng đi nếu muốn. 4. Nếu như tao lấy được súng, tao sẽ bắn mày ngay. 3. Tao đề nghị mày hãy ngừng diễn và lết mông vào trong đi. 2. 1. Tao để cho mày sống đó, thằng đần à. Nhưng mày là tên cứng đầu nhất mà tao từng gặp đó. Chào nhóc con. Tao chỉ muốn bắn mày ngay thôi. Ngoài đây cũng lạnh lắm đó, anh lính. Đúng vậy, có vẻ là mày có thể liều vì mạng sống của con bé. Để xem với người khác thì mày làm sao nè. Dậy đi nào, tới lượt mày rồi đó. Kể cho bọn tao nghe về mày đi nào. Đừng làm cho tao thất vọng đó. Nói lớn lên. Để anh chàng tầng trên nghe thấy. Tôi là sĩ quan James Baker. James Baker. Giới thiệu gì vợ của mày đi nhóc. Có con cái gì hay chưa? Tôi có vợ và con trai. Tên của chúng là gì? Vợ của tôi tên là Linda. Còn con trai. Đủ rồi, im đi. Sẽ không có tác dụng đâu. Khỏi phải phí công. Mày sẽ phải dằn vặt về điều này đó Green. Mày hãy nghĩ thật kỹ lưỡng vào. Nghĩ cho thông não đi. Tên nhóc này cũng giống như mày. Chưa thấy mặt tao, nghĩa là nó sẽ không phải chết. Còn nữa, nó vẫn chưa bị thương nặng lắm, nghĩa là mày có thể đưa nó tới bệnh viện. Nhưng mày phải quyết định nhanh lên. Ý tao là thật nhanh đó. Mày có cơ sở gì để nghĩ tao sẽ làm vậy hả thằng kia? Câm miệng lại. Nghĩ cho kỹ vào. Mày đem con nhóc xuống đây cho tao ngay. Mày sẽ đổi một mạng, cứu hai mạng. Ở đây hơi xa, nhưng mà có thể sẽ kiếm được người qua đường. Đáng chết. Được rồi, mày nghe rồi đó James. Tới lượt mày rồi. Tao sẽ để rượu lên bàn. Đợi một chút, đợi chút. Tao có cái này cho mày. Tiến hành thôi. Được rồi. Để xem nào. Được rồi, ở đây. Mày đang làm gì vậy? Ngã người ra sau nào. Ông ta đang làm gì vậy? Đi đi, lên gác mau. Đi lên trên mau, đi đi. Đừng nghe nữa. Đợi đã, chưa xong đâu. Mày đau chứ? Chết đi. Tên lính gác, mày không đau buồn cho đồng nghiệp của mình sao? Tên nhóc này đang đợi mày lết bông xuống cứu đó đó. Mày đi chết đi. Mày là thằng rác rưởi, bỏ đi.
Mày biết chứ, nó hay đó anh bạn. Được rồi, tiếp tục thôi. Ở lại với tao, mua vui cho tao. Tao đã đập vào tai của nó, nhưng có lẽ chỗ đó chưa phải là chỗ tuyệt nhất thì phải. Nè, nghe đây, đến lúc quyết định rồi. Làm ơn, làm ơn. Nghe nè anh bạn, nếu mày không đưa con nhóc đó xuống đây cùng với cuộn phim ngay bây giờ, thì tao sẽ đưa một viên đạn vào trong đầu tên nhóc này ngay lập tức. Mày giết hắn ta bởi vì mày muốn như vậy. Mày chỉ đang biện hộ thôi. Nếu mày muốn giết ai thì cứ việc giết, cứ nổ súng đi tên rác rưởi. Mày là đồ bệnh hoạn, và mày muốn vậy đó là bởi vì đúng ra mày chỉ nên nói có hoặc không. Mày biết không, mày thật sự khiến tao phát điên lên đó. Mày vừa mất quyền nói chuyện rồi. Đúng vậy, đại câm điếc bắt đầu từ bây giờ, và nó sẽ kết thúc khi mày giao con bé ra đây. Cũng được thôi đồ đần à, tao cũng phát ngán vì nghe giọng của mày quá rồi. Nhưng mày hãy giúp cho tao làm một việc. Khi mày chết nhớ làm tiếng động thật lớn vào để tao còn nghe thấy. Nè, tên đáng chết. Cháu không nghe thấy tiếng ông ta đi lại nữa. Ông ta đang làm gì vậy? Hãy xem thử nào. Được rồi thằng kia. Được rồi, mày thắng rồi đó. Tao phải, tao sẽ đưa thằng nhóc đến bệnh viện. Mày có thể bắt con bé, mày có thể bắt nó được chứ? Mày nghe tao nói chứ? Mày thắng rồi. Tao sẽ đưa con bé xuống được chứ? Hãy biến ra khỏi đây ngay khi tao đưa nó xuống được chứ? Hắn có ở dưới đó không? Chắc là hắn ra ngoài rồi. Chú sẽ xuống đó và đợi hắn vào trong, rồi bắn thẳng vào đầu hắn. Đây là một cái bẫy. Không, chú đã nói là sẽ đưa cháu xuống, nhưng hắn không nói gì cả. Giờ chú sẽ đi xuống đó. Không, ông ta đang đợi chú đó. Vào nhà tắm và khóa cửa lại đi. Carter, đừng đi mà. Đừng nói nữa, vào trong đi, mau. Đừng ra ngoài đó.
Carter, chú quay lại đó hả? Nè cô gái nhỏ ra ngoài đi. Đồ điên. Chết đi. Chết đi. Cái này khá đau đó. Chắc là mày hết hồn rồi hả? Mày có nghĩ đến chuyện vào bệnh viện hay không hả? Có người bị thương rồi đây. Hãy làm điều tốt cho mày đi. Ở đây thì tệ thiệt. Mày nghĩ chuyện này vui lắm hả? Được rồi. Được rồi. Tao sẽ cho mày biết thế nào là vui. Tao hết chịu được rồi. Đáng chết. Phụ phim cùng mọi thứ. Mày đang làm cái gì vậy? Mày muốn biết hay sao? Tốt đó anh bạn. Mày đi lại nhiều thì máu chảy sẽ càng nhiều. Tao muốn mày hãy ngất đi. Nhắm mắt lại và không bao giờ mở ra nữa. Câm miệng đi. Cái gì? Tao có thể giúp gì cho mày? Chảy máu tới chết cũng đâu phải là ý tội đâu. Vậy sao? Mày nghe tao chết ở đâu vậy hả? Tao khá ngạc nhiên là mày không gọi đồng bọn tới đó. Đồng bọn à? Con nhóc tố cáo tao là do tao chết chứ không phải người thuê tao chết. Nhân chứng đã nhìn thấy tao. Vấn đề của tao, tao đã là kẻ đánh thuê chuyên nghiệp đó. Tao không thất bại. Tao không yêu cầu giúp đỡ. Không làm phiền người thuê tao. Tao sẽ đưa mày vào tù. Và mày sẽ phải làm phiền chủ mày sớm thôi. Anh bạn, chúng ta thật sự đang làm cái gì vậy? Đây cứ như là một buổi săn bắt của mày vậy đó. Cuộc sống không phải lúc nào cũng tốt đẹp. Cuộc săn bắt ư? Vậy mày không để ý à? Thiệt là. Tao không chết, tao sẽ không để những kẻ cố giết mình toại nguyện. Không đời nào. Không đời nào tao để mấy con gà như mày hạ gục được tao. Chuyện này chẳng liên quan gì đến tao. Tao không phải là người mày đối đầu đâu. Tao không hiểu nổi. Mày không thể hiểu người như tao đâu, đồ ngu à. Mày thực sự là con quái vật mà tao đang nghĩ tới. Mày không có con gái đúng không? Có, tao có con gái. Nhưng mày nghĩ quái vật không phải thở à? Tại sao mày phải trở thành người như vậy chứ? Mày bị cái dở hơi gì vậy hả? Mày muốn làm bạn tao, tâm sự với tao hay sao?
Hay mày yêu giọng nói khàn khàn quyến rũ của tao rồi? Thôi đi, mày muốn biết hay sao? Tên cứng đầu. Hay là mày muốn được giống như tao? Chúa ơi, xem nào. Phải rồi, đứa đầu tiên tao giết, nó khiến cho tao có một chút bàng hoàng. Tao không ăn được, không ngủ được. Tao còn chẳng dám nhìn mình ở trong gương nữa. Và chuyện kỳ lạ đã xảy ra, tao giết thêm người khác lại cảm thấy đỡ hơn, giết một người nữa lại càng đỡ hơn nữa. Sau đó tao giết càng nhiều người, càng thấy dễ chịu hơn, càng dễ ngủ hơn. Mày đã giết bao nhiêu người rồi? Tao không biết, tao không đếm. Chỉ cần biết rằng bây giờ tao ngủ ngon y như một đứa trẻ vậy. Tao không thể hiểu nổi tại sao lại có người sống như vậy. Tao từng đọc qua một thứ khiến cho tao nhớ mãi: người tự biến mình thành quái vật sẽ trút bỏ được nỗi đau của việc làm người. Mỗi người chúng ta đều có cách riêng. Và đối với mày là giết người. Tao giết người vì đó là công việc, tao nhận lệnh. Mày từng là quân nhân thì chắc phải hiểu. Không giống đâu. Chúng tao không giết trẻ em. Tao giết chúng vì hai lý do: tiền và những thứ cần thiết. Tao không giết người vì thỏa mãn bản thân, chưa từng và không bao giờ. Nhưng mày đã giết James Baker. Mày nghĩ sao về chuyện đó? Tao ước tao không phải làm gì nếu chuyện đơn giản hơn. Nhưng tao sẽ làm mọi thứ để bắt con bé đó. Con bé phải chết. Mày biết để làm thế tao cũng có thể bắn vào mặt mày mà. Đừng hòng. Mày biết tao không dễ ăn như vậy mà. Vậy giờ tao sẽ làm thật. Một trong hai chúng ta sẽ phải chết thôi. Carter. Sao? Okay? Cháu ổn chứ? Có chuyện gì vậy? Cháu xin lỗi vì đã đưa chú vào chuyện này. Đưa chú vào chuyện này. Bớt. Nè. Nè. Chúng ta gặp nhau là có lý do cả đó. Được chứ?
Cô làm cái gì mà lâu vậy? Nè anh bạn, có người ở dưới này muốn nói chuyện với mày đây. Nói đi nào. Carter. Mara. Đúng rồi, tao tìm thấy số trong điện thoại của mày. Tao đã gọi cho cô ta, nói tao là bạn của mày và tao rất lo lắng cho mày, rằng mày muốn gặp cô ta nhưng mà không dám gọi, cho nên tao mới giúp, vì tao là bạn thân của mày mà. Cô ta đã lái xe suốt đêm để đến được đây. Carter, em xin lỗi. Ông ta nói là anh uống say và em rất lo cho anh. Em rất được rồi. Giờ thì sao? Trung sĩ Rin, có vẻ như người thắng đã lộ diện rồi. Nếu mày dám đụng đến cô ấy, tao thề mày sẽ phải khóc đó. Mày sẽ không bao giờ có được con bé. Mày hiểu chưa hả? Tao khá nghi ngờ về điều đó anh bạn à. Hơn nữa, cô ta chưa nhìn thấy mặt của tao, phải không cô gái? Phải. Cũng như anh bạn James Baker của chúng ta. Mày nhớ cô ta chứ? Đúng vậy, nếu mày không giao con bé ra thì cô ta sẽ chịu cùng chung số phận. Lần này tao sẽ không nương tay đâu. Nghe rõ rồi chứ? Tao sẽ thử khám phá một chút, mở toang người của cô ta ra để xem bên trong như thế nào. Giờ thì nghĩ cho kỹ, đưa con bé cùng với cuộn phim xuống đây. Mày sẽ lấy lại vợ và sống hạnh phúc mãi mãi. Sao tao có thể tin mày? Mày có thể, nhưng nếu cô ta là vợ của tao thì tao cũng sẽ liều. Vậy vì chúng ta đang ở nhà mày nên tao sẽ lịch sự cho mày 5 giây. Carter, bắt đầu nào. Carter, chú đã hứa rồi mà. 5. Đồng hồ vẫn đang chạy đó. Carter, làm ơn mà, chú đã hứa rồi mà. 4. Chú đã hứa với cháu. Im lặng. Đây, cầm lấy cái này. Đừng lâu quá đó. Cầm lấy và khi hắn lên gác, cháu sẽ bắn hắn. Cháu sẽ giết hắn rồi đi xuống với chú. Được chứ? Chú phải xuống với vợ của chú. 3. Còn chú thì sao? Chú còn phải gặp con trai của mình nữa. Carter. 2. Thôi nào anh bạn Jean, đừng ngu ngốc như vậy. Được rồi. 1. Được rồi. Được rồi. Mày chọn đúng rồi đó. Tao tự hào về mày. Mở được con bé xuống đây, và mày sẽ có được vợ của mày. Carter, anh ổn chứ? Câm miệng. Cũng không phải là tao không muốn nhìn mặt mày, nhưng mày đang làm cái gì vậy? Tao không làm được. Tao không thể đưa con bé xuống. Tao thấy rồi. Khẩu súng đâu? Con bé cầm rồi. Mày muốn bắt nữa hả? Cứ lên mà bắt đi. Mày đùa với tao đó hả? Con bé sẽ làm đó. Con bé chỉ cần hướng súng xuống cầu thang và bóp cò thôi. Mày đang say và chậm chạp, chẳng khác nào bắn vào cá trong thùng. Thông minh lắm. Quả là tài tình. Về nhà đi. Về nhà với con gái đi. Tao không có con gái. Tao ghét trẻ con. Dù vậy thì sao hả? Mày thắng rồi mà. Đồ hèn. Mày đã có thể đưa con bé xuống. Không, mày để trách nhiệm cho một đứa bé gái. Và mày xuống đây để cầu xin tha thứ như là một con vật. Tao sẽ không nhân từ đâu. Mày đã bỏ lỡ cơ hội, và đây là cái giá mà mày phải trả. Ngay trước mặt mày. Bình tĩnh, bình tĩnh. Thôi nào. Chuyện này sẽ kết thúc như thế nào đây? Tao đã nói là tao không giết người để giải trí. Mày không nghe hay sao hả? Hay tao chỉ đang nói chuyện với một cái mông của tao? Nếu lừa được mày thì tao đã nói là tao bị ung thư tuyến tiền liệt rồi. Tao chưa nhìn thấy mặt của mày. Chưa sao? Vậy thì đây.
Giờ nhìn thấy rồi đó. Rất vui được gặp mày, Carter. Hết giờ rồi nhóc. Mày nên lết mông xuống đây trước khi tao giết người ba mới của mày. Bơi, không, ở trên đó đi. Giờ là lựa chọn của mày đó, công chúa. Sẽ có bao nhiêu người phải chết vì mày nữa đây hả? Nó chỉ là một đứa bé thôi, vì chúa. Không đời nào. Con gái đến với ba nào. Bớt, không, cho ở lại trên đó. Quay lại đây. Ôi chúa ơi. Nhóc con, mày là mục tiêu dai nhất mà tao từng gặp đó. Bớt, không. Cái gì? Nhanh lên nào. Quay lại đi. Cháu đi đâu vậy hả? Làm ơn hãy giúp đỡ. Hãy đến ngay lập tức. Anh ấy đã bị bắn. Chào nhóc. Có sợ không? Không. Bắn đi. Bắn đi. Kết thúc rồi sao? Ôi cái thời gian. Đúng thật là. Bắn ngay đi. Mày nghĩ tao là ai? Một kẻ giết người sao? Một tên quái vật. Carter. Carter, làm ơn đi. Xin chú đó. Xin cái gì? Mẹ anh thế nào rồi? Chắc cháu bỏ nó ra rồi. Chắc vậy. Chú đã cứu cháu. Chú chỉ định ơn mà thôi. Chú sẽ ổn thôi, đúng không? Đừng có lo. Chú sẽ không bỏ cuộc đâu.